tháng 10 âm lịch, tuổi Mão sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền về đầy tay, muốn nghèo cũng khó. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Những người cần tinh con mèo sinh nhằm các năm 1939, 1951, 1963, 1979, 1987, 1999 và 2011. Người tuổi Mão có tính cách nhẹ nhàng, lịch sự với lối sống kín đáo, đơn giản mà chân thành. Được yêu mến bởi sự nhạy cảm, biết cách đối nhân xử thế, những người cầm tinh con mèo có nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Với sự điềm tĩnh, khôn khéo, cẩn thận đó, họ thường tạo cảm giác tin cậy và dễ dàng thành công trong con đường công danh, sự nghiệp, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Chính bởi nét tính cách này mà trong thời gian tháng 10 sắp tới, những người tuổi Mão chỉ cần chú ý nắm bắt đúng thời cơ thì vạn sự sẽ hanh thông, may mắn và công danh sẽ lên như diều gặp gió. Và để biết diễn biến tuổi Mão trong tháng 10 này sẽ diễn ra như thế nào, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được những áp lực của công việc và cuộc sống. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, mâu thuẫn. Đôi lúc, họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác. Điều đó khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Đối với họ, không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy, tuổi Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tháng 10 âm lịch đối với người tuổi Mão là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến với vận trình trong tháng này của những chú mèo. Sẽ thấy là đường công danh đang rất rộng mở. Những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái được kết quả tốt lành. Ngày chạm tới mục tiêu sẽ không còn xa nữa. Thiên ấn xuất hiện, thôi thúc khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im thêm được nữa. Thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Tài vận chỉ ở mức bình thường, đủ chi, đủ tiêu, chứ không có khoản thu nhận nào quá rủng rỉnh. Tuy vậy, bạn vẫn có thể tự cải thiện vận trình tài lộc của mình bằng cách tìm thêm các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, tránh thất thoát không đáng ở thời điểm này. Các dự án đầu tư mạo hiểm cũng không phù hợp, chớ nên cố chấp một cách mù quáng mà ném tiền qua cửa sổ. Xét về đường tình duyên, các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh đều có tiến triển mới. Người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới. Tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao. Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Vận trình sức khỏe báo hiệu một vài trục trặc về sức khỏe sẽ xảy ra, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, hung tinh Bạch Hổ nhắc nhở mệnh chủ cần đi đứng thận trọng, đề phòng họa huyết quang, tai nạn, gặp sự cố bất ngờ. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Mão sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết
vận trình tử vi của tuổi Mão qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi sự nghiệp của tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Mão âm lịch. Con giáp này may mắn đón một tháng mới với vận khí hanh thông, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi. Cục diện tam hợp có tác động rất lớn đến vận trình trong tháng này của những chú mèo. Những chú mèo xử lý công việc đầu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về lợi ích, lợi nhuận cho tập thể. Hơn nữa, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú mèo rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Chính vì vậy, cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều hiển nhiên. Thời điểm này, những khó khăn trong công việc dần được đẩy lùi, thay vào đó là cơ hội khẳng định năng lực và sự thăng tiến. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, làm gì cũng có thể gặt hái được kết quả tốt lành, ngay chạm tới mục tiêu sẽ không còn xa. Nhờ những lợi thế cả chủ quan và khách quan, con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời điểm hiếm có, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn đối với mình. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, thôi thúc khiến bản mệnh chẳng thể ngồi im, thay vào đó là chủ động đón đầu cơ hội, dám thẳng thắn đối mặt với thách thức. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên chú ý và trao những cơ hội có tác động tích cực đến kế hoạch cá nhân và đường phát triển trong tương lai. Gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Mão tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, còn đường phát triển trước mắt cũng ngày càng rộng mở. Có thể nói, tháng 10 âm lịch với người tuổi Mão là một tháng mà những nỗ lực trước đó sẽ trả lại bạn những thành quả xứng đáng. Với những ai đang muốn thay đổi công việc, tuy thời điểm này không quá lý tưởng, nhưng nếu đã thấy cơ hội trước mắt, bạn đừng quá do dự. Đôi khi sự mạo hiểm lại mang tới cho bạn những điều bất ngờ mà không phải ai cũng có được. Tài lộc của tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp cho thấy rằng tháng này người tuổi Mão không có tài tinh chiếu mệnh nên tài vận chỉ ở mức bình thường, đủ chi, đủ tiêu chứ không có khoản thu nhập nào quá rủng rỉnh. Dù vậy, bạn vẫn có thể tự cải thiện vận trình tài lộc của mình bằng cách tìm thêm các công việc tay trái hay đầu tư nho nhỏ để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, tránh thất thoát không đáng ở thời điểm này. Các dự án đầu tư mạo hiểm ở lĩnh vực chưa có nhiều hiểu biết cũng không quá phù hợp, chớ nên cố chấp một cách mù quáng mà ném tiền qua cửa sổ. Với người làm kinh doanh, thời điểm này xuất hiện khá nhiều cơ hội đầu tư, bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành. Đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, tháng này cũng có thể bắt đầu ngay được. Tuy nhiên, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Xem phi tinh tháng, tháng 10 này có bát bạch gặp thất xích ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc. Khu vực này cần được sắp xếp và bài trí hợp lý, di chuyển những đồ vật có kích thước lớn hoặc phát ra tiếng ồn ào như tivi, tủ lạnh, tránh việc cản trở cát khí, tài khí bay vào nhà. Có thể nói, tuổi Mão nên đặt một quả cầu phong thủy ở khu vực trung tâm của ngôi nhà, phòng khách để tăng cường từ trường phong thủy tích cực, thúc đẩy tài khí vượng, thu hút vận may, tiền bạc. Tình duyên của tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Mão âm lịch. Phương diện tình cảm của bản mệnh có nhiều biến chuyển bất ngờ, nhất là người độc thân có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng khác giới, tỷ lệ thành công trong việc tìm kiếm bạn đời trong lúc này là rất cao. Có bán hợp xe duyên, các mối quan hệ xã giao của những chú mèo được rộng mở. Tuổi Mão khéo ăn nói, giao thiệp rộng nên rất dễ lọt vào mắt xanh của đối tượng khác giới. Cơ hội làm quen, tiếp cận, mở rộng quan hệ xã giao rất nhiều. Bản mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn đối tượng theo tiêu chuẩn riêng của mình. Có người tìm được nửa kia qua mai mối, giới thiệu của bạn bè và người quen. Trước đó, bạn khá phản cảm với hình thức quen qua mai mối. Song đến khi trải nghiệm rồi, bạn mới biết điều đó cũng không quá tiêu cực như bản thân vẫn lầm tưởng. Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên.
Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cả hai đều biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ nên dễ dàng hóa giải mọi vấn đề về tình cảm. Các cặp vợ chồng son sớm đón tin mừng về con cái. Sức khỏe của tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng nhận thấy sức khỏe là phương diện mà người tuổi Mão cần chú ý nhất trong tháng này. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Mão báo hiệu một vài trục trặc về sức khỏe sẽ xảy ra. Bản mệnh cần hết sức lưu ý, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ảnh hưởng của thời tiết cũng không thể xem thường. Bản mệnh sẽ bị ốm vặt, mắc các chứng bệnh lây nhiễm theo mùa như cảm cúm, phong hàn, đau mắt đỏ. Nên hạn chế tới những nơi đông người và luôn đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thêm cả hung tinh Bạch Hổ nhắc nhở mệnh chủ cần đi đứng thận trọng, đề phòng họa huyết quang, tai nạn, gặp sự cố bất ngờ. Sau khi xem tổng quan tử vi, bạn có thể thấy được trong tháng tuổi Mão gặp được khá nhiều may mắn, thuận lợi trong mọi mặt. Nhưng may mắn không thể có mãi được, bạn hãy tận dụng vận may này để bứt phá ngoạn mục hơn nữa sau những tháng ngày đen đủi và do dịch bệnh. Thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Mão hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi hàng ngày để kích thích tài lộc và mang lại bình an cho mình. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét trên con đường sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.